À. Ừ. Em bé ăn gì đấy? Mẹ. Kinh nhà thi thử ăn kẹo đấy. Ừ. Chị biết ăn gì nhỉ? Kẹo. Chào ông bà đi. Chào ông bà. Ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Khỏe không? Khỏe không? Đừng trêu mít. Em à. Em học gì đấy? Học kem à? Ngồi con ngồi đây bố quay hai chị ăn ngồi đây con. Bố ra bố ăn lắm. Ừ. Làm ăn hai chị em ăn nè. Ừ. Ồ. Bố. Chúng ăn nói. Thôi gặm bẩn con này. Bố sẽ bóc ra chứ. Ừ. Thằng nào đây nhỉ? Thằng nào nhỉ? Ê, con nằm con cua mít này. Nằm con cua này, nâng đầu lên. Nâng đầu lên. Phương lấy kẹo, bóc cái kẹo lên ăn kìa Phương à. Ai? Một tít này. Ăn tí là không cho ăn lại khóc. Ăn xong là mẹ toàn bụng. Không cho ăn nữa, khóc một con. Tí này đến cho em ăn quả chuối. Đẹp chưa? Úi giời, cái gì cũng cho vào mồm. Điếm. Nà. Ồ. Ồ. Có chụp em. À mi gọi chị Lợi ơi đi không? Chị Lợi kìa. Chị Lợi ơi. Đây cứ đứng lên nói chuyện, em bố quay cho chị Lợi xem đi. Chị Lợi đâu rồi? Nào, khi nào chị Lợi ra chơi với mít? Vào đi. Chị Lợi đâu rồi? Chị Lợi ở trong Thanh Hóa mà. Bà ngoại à? Ừ. Chị em mới cho bà ngoại cùng với mình. Thế Mít có nhớ bà ngoại không? Đó, phải chưa? Bà ngoại gì nhỉ? Bà ngoại Hà Luôn. Em ơi, đi. Sao con chụp cho em? Làm cái gì mà nhảy kinh thế? Hả? Làm cái gì? À, chọc vào mắt, mùi mắt rồi, thôi. Cầm cái này nó bé này. Đấy, cái kẹo đấy. Ui giời. Dị đút vào mồm. Đi vào lạ. Rồi nha, tắt nha. Em biết không, quay cho nên. Em đang quay. Đế xìa. Nằm xuống ôm em đi. Đế xìa. Để nằm một cua miệng, đưa cua cho nó. Đây, hãy cho tình cảm nào, như lên nào. Ui giời, nào, ôm tình cảm nào, ui giời. Nào. Đấy, xời ơi. Nào. Úi giời. Thằng Tít nó khô tay cả vào mặt với Mít. Có cái gì đây? Có kẹo kẹo. Thôi có cái gì ấy thôi. Ui giời, nhìn đẹp kinh thế. Ngon à? Ngon à? Ngon là kem được chơi kẹo.